Sáng ngày 15 tháng 3, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Cạn cho biết, cơ quan này vừa khống chế thành công nghi phạm sát hại bé gái 5 tuổi rồi cầm dao cố thủ. Cụ thể, khoảng 15 giờ chiều ngày 14 tháng 3, trong lúc bé gái tên N, 5 tuổi, trú thôn Trung Tâm, xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới, Bắc Cạn, đang chơi với cháu ngoại của Hà Đức Chăng, 51 tuổi, là bác họ bé N trú tại Bản Tý, xã Thanh Mai, thì Chăng bất ngờ dùng dao đâm chém bé N. Phát hiện sự việc, người dân cùng cơ quan chức năng đưa bé N đi cấp cứu tại trạm y tế xã Thanh Mai. Tuy nhiên, do vết thương vùng cổ quá nặng, cháu bé không qua khỏi. Sau khi gây án, Chăng đóng cửa và cầm dao cố thủ trong nhà. Mặc lực lượng chức năng thuyết phục hơn 1 tiếng đồng hồ, Chăng vẫn ngoan cố không mở cửa, khiến lực lượng chức năng phải phá cửa, xịt hơi cay để khống chế đối tượng, giải cứu an toàn mẹ và cháu ngoại của Chăng.